Khẩu súng thần công này được tìm thấy vào khoảng 10 giờ 30 sáng 16 tháng 7 tại khu vực bến phà Bến Cũ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Trong quá trình thi công đào mở rộng để lắp đặt cống thoát nước qua đường, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, các cán bộ thi công đã tìm thấy khẩu súng, sau đó thông báo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Qua kiểm tra sơ bộ, xác định đây là súng thần công nên cơ quan chức năng đã bàn giao lại cho Bảo tàng Hải Phòng quản lý. Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Bùi Thị Nguyệt Nga cho biết, sau khi được bàn giao, qua giám định sơ bộ cho thấy đây là khẩu súng thần công có từ thời vua Tự Đức, thế kỷ 19, có liên quan đến việc xây dựng bảo vệ bến Ninh Hải. Khẩu súng thần công có chiều dài khoảng 1,9 m, đường kính đầu 0,18 m, đường kính đuôi 0,26 m.